di đà phật phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập hai trăm lẻ một người giảng lão hòa thượng tình không mời mở quyển kinh khoa hội tờ thứ hai mươi bảy kinh văn đếm xuống hàng thứ năm xem nhẫn lực thành tựu cái tiểu khoa này bất kế chúng khổ thiểu dục tri túc chuyên cầu bạch pháp huệ lợi quần sanh chí nguyện vô quyền nhẫn lực thành tựu lần trước Chúng ta dạng đến chỗ này Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Dẫn dụng Mười loại nhẫn Mà trong Hội sớ của Đại Đức xưa Của Nhật Bản Đã nói Mười loại nhẫn này Là dẫn dụng trong Bảo Dân Kinh đã nói Cái đoạn văn này Rất là quan trọng Đối với tu học của chúng ta cho nên chúng ta phải dùng chút thời gian của ngày hôm nay đem ý nghĩa của những lực thành tựu làm một cái bổ sung. Trong Kinh Bảo Dân nói Pháp môn Bồ Tát đã tu có mười loại giống như một loại thí dụ của kinh hoa nghiêm trong đây nói đến nhẫn nhục cũng nói ra mười loại mười loại này là Nội nhẫn Ngoại nhẫn Pháp nhẫn Tùy Phật giáo nhẫn Vô phương sở nhẫn Tu xứ xứ nhẫn Phi sở vi nhẫn Bất bức não nhẫn Bi tâm nhẫn Thề nguyện nhẫn Nói ra 10 loại này do đây có thể biết chúng ta bình thường gọi là nhẫn nhục ba la mật chỉ là nói một đại khái mà thôi thực tế mà nói nghe đến đại khái cũng không thể nói ra được cho nên nhẫn thì phải tu bằng cách nào Thế nhưng Nhẫn nhục là then chốt tu học của chúng ta Trên Kinh Kim Cang gọi là Tất cả Pháp đắc thành ở nhẫn Thế xuất thế gian Pháp Không có nhẫn nại Thì không thể nào có thành tựu cho nên ở trong kinh điển phật dạy bảo đại chúng tu học không có chỗ nào mà không nhắc đến chữ nhẫn này sở dĩ thánh nhân có thể thành thánh sở dĩ hiền nhân có thể thành hiền bồ tát sở dĩ thành được bồ tát phật có thể thành phật không gì khác hơn có thể nhẫn mà thôi không thể nhẫn việc nhỏ thế gian này cũng không thể thành tựu huống hồ là đại đạo trên kinh nói mười loại nhẫn loại thứ nhất gọi là nội nhẫn cái gì gọi là nội nhẫn Đây là nói Chúng ta đối với Hoàn cảnh đời sống vật chất Thậm chí đến Đời sống tinh thần Khi gặp phải khổ nạn Khi cơ hàng bức bách Khi ưu bi khổ não Chính mình Phải có thể nhẫn chịu đây là người trung quốc chúng ta thường hay nói lạc thiên tri mạng như học trò của khổng lão phu tử là nhan hồi ông đã làm được tương đối viên mãn nhan hồi chúng ta xem thấy ghi chép trong sách đời sống vật chất của ông rất là thiếu kém trong luận ngữ đói một rá cơm một phiểu nước ngay đến chén để ăn cơm cũng không có dùng trúc bệnh lại thành một cái rá để đựng cơm uống nước không có ly phễu phễu phần nhiều dùng dưa ở đại lục dùng nhiều nhất là hồ lô bỏ hết cái ruột ở bên trong đi làm thành cái phễu uống nước dùng phễu ăn cơm là rá trúc bần khổ đến mức độ này phu tử rất cảm thán nói loại đời sống này nếu ở người khác thì rất là ưu sầu thế nhưng nhan hồi thì không phải vậy nhan hồi ở ngay trong cuộc sống thường ngày không đổi niềm vui này đời sống của ông rất an vui đây là thuộc về nội nhẫn tại vì sao ông có thể nhẫn nại trải qua đời sống khốn khó đến như vậy trong đây có hai nguyên nhân cái nguyên nhân thứ nhất là hiểu rõ chân tướng sự thật con người này nhất định có thể nhẫn loại thứ hai là tường tận đại đạo đây là tu hành người chân thật có thành tựu họ có thể nhận. chúng ta xem thấy nhan hồi nhan hồi đích thực là loại người thứ hai ở nhà nho là một người tu hành chứng quả quả gì của nhà nho cũng có ba loại giống như quả gì trong phật pháp có a la hán bồ tát phật đây là ba quả gì nhà nho gọi là thánh nhân hiền nhân quân tử họ cũng có ba quả gì Nhan hồi mức thấp nhất Ông là vị đại hiền Tiếp cận quả vị Thánh nhân Đối với Đại đạo lý Của vũ trụ nhân sanh Ông thông đạt tường tận rồi Cho nên không những có thể nhẫn Mà còn trải qua được an vui một loại kế tiếp là tường tận đối với chân tướng sự thật như chúng ta ở trong liễu phàm tứ huấn xem thấy tiên sinh viên liễu phàm những năm đầu đời sống của ông không giàu có thế nhưng có thể trải qua được gọi là nhà khá giả ông có thể nhẫn tại vì sao ông có thể nhẫn ông gặp được khổng tiên sinh đoán mạng cho ông mạng của một đời đoán định rồi ông mỗi năm có bao nhiêu thu nhập nhất định rồi Mỗi năm ông vào lúc đó ông còn trẻ đi học thi cử. Ông thi được hạng thứ mấy cũng là nhất định rồi. Gia nghiệp về sau của ông cũng đều đoán được cho ông rất chuẩn. Đoán ông sống đến 53 tuổi thì hết mạng trong mạng không có con trai không có con gái ông chính mình vào những năm trước y theo khổng tiên sinh đoán mạng cho ông tỉ mỉ mà đối chiếu không sai một chút nào Mỗi năm thu nhập Quả nhiên Đúng như lời khổng tiên sinh đã nói Năm thứ hai cũng là như vậy Năm thứ ba cũng là như vậy Thôi vậy không thèm nghĩ thứ gì Tất cả trong mạng đã định rồi Nghĩ cũng là uổng công Cho nên Ông cùng Pháp Sư Dân Cốc Ở Nam Kinh ngồi ba ngày ba đêm ở trong thiền đường không khởi một vọng niệm nào một người đừng nói là ba ngày ba đêm chỉ cần bạn ngồi ở đó ba giờ đồng hồ bạn xem thử bạn có bao nhiêu vọng niệm ba ngày không khởi một vọng niệm đây là người rất có công phu thiền sư dân cốc tán thán ông tuổi tác anh không lớn lắm công phu thiền định đáng được người kính phục ông ấy liền nói tôi chẳng có công phu gì mạng của tôi đã được người đoán định rồi nghĩ cũng là uổng công chẳng bằng không nghĩ cho xong thiền sư dân cốc sau khi nghe rồi cười to lên ta nghĩ rằng anh là thánh hiền thì ra anh vẫn là phàm phu cho nên người phàm phu biết được vận mạng của chính mình vọng niệm cũng là không có đây không phải là công phu đây là thuộc về nhẫn nhục họ có thể nhẫn không phải thiền định tiên sinh viên liễu phàm có thể nhẫn hai loại người này nội nhẫn đều có thể làm đến được hiện tại chúng ta trên không trên dưới thì không dưới trên thì không đủ đến được thánh hiền dưới thì không so được viên liễu phàm thế nhưng ngày nay chúng ta nhân duyên thù thắng gặp được đạo của thánh hiền ngày nay chúng ta bước vào cái giảng đường này là để học đạo là để tu đạo học đạo tu đạo từ chỗ nào mà học nhất định phải từ nhẫn nhục ba la mật mà học thế nhưng phía trước nhẫn nhục còn có hai giai đoạn không thể không biết phật ban đầu vì chúng ta bố thí vì chúng ta buông xả vì chúng ta có thể xả các vị nghĩ xem nếu như không thể xả thì không thể nói đến nhẫn nhục có thể xả có thể buông xả đây là phương pháp ban đầu Chúng ta bắt tay vào từ chỗ này Xem thấy người thế gian Có khổ nạn Họ cần phải giúp đỡ Chúng ta là hoan hỷ mà giúp đỡ họ Một tí bỏng sẻ đều không có Có thể xả Người có thể xả Tự nhiên hoan hỷ thủ pháp quyết định không làm những việc phạm pháp cho nên làm điều phi pháp vĩnh viễn luyện đoạn trừ có cái nền tảng này thì nhẫn nhục dễ dàng không có cái nền tảng này thì khó nhẫn nhục đồng tu học phật đều biết nhẫn nhục ba la mật quan trọng thế nhưng cảnh giới hiện tiền thì là không thể nhẫn ngàn ngữ có câu nhìn được thấu nhẫn không được nhẫn không được thì còn cách nào kỳ thật không thể nhẫn là chưa nhìn thấu quả nhiên nhìn thấu rồi vậy thì thật có thể nhẫn nói nhìn được thấu nhẫn không được vậy cái nhìn thấu đó là có vấn đề quyết không phải thật đã nhìn thấu thật nhìn thấu rồi nhất định có thể nhẫn đây là thuộc về nội nhẫn loại thứ hai gọi là ngoài nhẫn cái ngoài này chúng ta liền biết được chắc chắn là từ cảnh giới bên ngoài đến đặc biệt là trên hoàn cảnh nhân sự người khác ác ngôn ác ngữ mắng chửi ở trước mặt bạn gọi là mắng sau lưng mắng người gọi là chửi hoặc giả là vũ nhục hủy bán đối với chính mình hoặc giả là người khác ở trước mặt chúng ta hoặc là ở sau lưng hủy bán vũ nhục cha mẹ anh em thân thuộc của chúng ta Thậm chí đến thầy giáo Bạn học của chúng ta Nhiều thứ hủy bán Phải có thể nhẫn Không sanh sân hận Quyết định sẽ không khởi ý niệm báo thù loại này thuộc về ngoại nhẫn con người hủy bán thậm chí đến hãm hại đây đều là rất không dễ gì làm được nếu chúng ta muốn thành tựu không nhẫn nhục không được không nên nói là Phật Pháp Thế Pháp cũng không ngoại lệ Trong lịch sử chúng ta Cũng có rất nhiều tấm gương tốt Các vị đọc sách đều biết Hàng tính, chịu nhục, loàn trông Cái nhẫn của ông ấy Là thuộc về ngoại nhẫn mà chủ đề nói đây là anh hùng hào kiệt chân thật những hãm hại dũng nhục nho nhỏ này không cần để ý đến cho nên ông ấy có thành tựu lớn Chúng ta gặp tình hình này có làm được không? Sau đó tỉ mỉ mà nghĩ tưởng Chúng ta có được thành tựu gì? Đúng như người xưa đã nói Nhỏ không nhẫn thì hỏng việc lớn Những việc nho nhỏ không dự ý Đều không thể nhẫn chịu Loại người này không có tiền đồ đây là khẳng định chúng ta thấy một người có tiền đồ hay không từ ngay những chỗ này xem thấy thì tương đối chuẩn xác quay đầu nghĩ lại chúng ta chính mình Chúng ta gặp phải hoàn cảnh bên ngoài vũ nhục. Chúng ta có thể nhẫn hay không? Chúng ta có lòng nhẫn nại bao lớn? Cũng có người nói, nhẫn nhục là có hạn độ. Đúng vậy, cái hạn độ đó là gì? Chính là họ thành tựu lớn nhỏ. Nhẫn nhục của Phật Bồ Tát Là không có hàng độ Cho nên thành tựu của các ngài Là quá vĩ đại Không có người có thể so được với các ngài Giờ đây có thể biết Thành tựu của Thế xuất Thế gian Pháp Cùng nhẫn nhục Có thể thành so sánh Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật Liền hoan hỷ học tập Không thể nhẫn Cũng phải nhẫn Có thể tu cái nhân này Đây là nhân thiện Quả thiện tự nhiên Ở phía sau Loại thứ ba gọi là pháp nhẫn Pháp Chủ yếu là nói Phật Pháp Bạn hiểu Phật Pháp Bạn cũng liền thông thế gian Pháp Trong Phật Pháp Đặc biệt là Kinh Đại Thừa Phật Bồ Tát Nói với chúng ta Cảnh giới của các ngài thân chứng Người thông thường Rất không dễ gì tiếp nhận Thí dụ nói Nói cái thuận tiện nhất Thích Camoni Phật Giới thiệu cho chúng ta Thế giới Tây Phương cực lạc Việc này có rất nhiều người không thể tiếp nhận Nhất là nói thế giới Tây Phương cực lạc Cách ly thế giới ta bà chúng ta Có 10 dạng ức cái cõi nước Phật Đây là con số thiên danh Hiện tại khoa học kỹ thuật của chúng ta Vẫn không cách gì Đột phá phạm vi của thế giới ta bà thế giới ta bà có bao lớn căn cứ trên phật kinh chúng ta nói có mười ức cái hệ ngân hà các vị nghĩ xem mười ức cái hệ ngân hà khoa học kỹ thuật của chúng ta ngày nay tương đối phát triển Dùng vô tuyến điện kính diễn vọng Vẫn không cách gì đột phá Mười ức cái hệ ngân hà này Thích Ca Mâu Ni Phật nói Mười dạng ức cái đại thiên thế giới Các vị phải nên biết Một cái đại thiên thế giới Chính là mười ức cái hệ ngân hà Không cách gì làm cho người tin tưởng phật nói loại lời nói này chúng ta có thể tin tưởng đây gọi là pháp nhẫn chúng ta không hoài nghi chúng ta tin tưởng lời của phật người thông thường sau khi nghe rồi không thể tin tưởng không thể tiếp nhận họ không có pháp nhẫn đây là đại pháp khoa học kỹ thuật thế gian phát hiện nếu cùng phật pháp so sánh đây là pháp nhỏ thế nhưng những nhà khoa học đó họ không có phật pháp nhẫn họ có thế pháp nhẫn gần như dùng toàn bộ thời gian của họ toàn bộ tinh thần ngày ngày đang nghiên cứu cho nên họ có phát hiện họ có phát minh lại chẳng phải là nhờ vào công phu của nhẫn hay sao cái nhẫn này chính là họ có lòng nhẫn nại họ có thể nhẫn nại cho nên họ có thành tựu Trong Phật Pháp tu học Đích thực Phật nói được không sai chút nào Tất cả Pháp đắc thành ư nhẫn Chúng ta muốn học Phật Cái ải đầu tiên Muốn vào cửa Phật Thành thật mà nói hiện tại chúng ta chưa có vào cửa Ở bên ngoài cửa lớn của Phật Cái ngạch cửa này là gì? Ngã chấp Bạn xem phàm phu sáu cõi Có người nào không chấp trước Cái thân thể này là ta Kinh Kim Cang nói Ngã tướng Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Ngã tướng nếu phá rồi Vì thì mới vào cửa lớn của nhà Phật Nói ngã tướng Mọi người không dễ dàng thể hội được Không chỉ sơ học bạn rất có thể hồi được lão tu cũng không dễ dàng thể hồi được lão tu hành chúng ta dùng ngôn ngữ hiện đại để nói thì mọi người tương đối dễ hiểu ngã chấp chính là người hiện tại gọi là tự tư tự lợi cái này thì mọi người dễ hiểu người nào mà không tự tư tự tư không thể vào cửa cửa lớn của phật chính là bạn phải buông xả tự tư tự lợi bạn mới có thể vào cửa lớn của phật trong đó còn có cửa hai cửa ba sau cùng mới đăng đường vào nhà bạn cái đầu tiên tự tư tự lợi đều không thể buông xả bạn liền vĩnh viễn ở bên ngoài cửa phật cái đạo lý này nhất định phải biết ở trên kinh phật nói những đại chúng hiện tiền của chúng ta nhìn thấy tượng phật đều biết đảnh lễ ba lạy xem thấy ở nơi đây giảng kinh đều rất là quan hỷ Đến nơi đây để nghe Chưa thể vào cửa Vì sao vậy? Vẫn là tự tư tự lợi Đây chính là Chúng ta có duyên với Phật Chúng ta tiếp cận từ không khí của Phật Người hiện tại gọi là từ trường Cái từ trường này không tệ rất tốt, rất thoải mái Chúng ta đến nơi đây để hưởng thụ một chút Vẫn chưa khế nhập Hay nói cách khác Thời dụng chân thật của Phật Pháp Bạn chưa đạt được Thời dụng chân thật là thế nào? Nói với bạn cũng không thể nói rõ ràng bạn cần phải chính mình khế nhập bạn mới biết được. Người xưa thường nói, nhưng người uống nước nóng lạnh tự biết. Bạn phải đích thân nếm được. Thọ dụng an vui chân thật trong Phật pháp bạn mới có thể đạt được. Nghe người khác nói, nghe Phật đích thân nói vẫn là cách một tầng Cần phải thân chứng Thân chứng nhất định Phải buông xả tự tư tự lợi Khởi tâm đồng niệm Đây là Phật dạy cho chúng ta phương pháp Đặc biệt là Pháp Đại Thừa Dạy cho chúng ta phương pháp này Chúng ta đem cái ý niệm Chuyển đổi lại ý niệm tự tư tự lợi là sai lầm khẳng định là sai lầm các vị có lẽ xem thấy tôi lần trước ở hồng kông truyền hình Á Châu Hồng Kông phỏng vấn tôi tiên sinh hà thủ tính ông ấy nói một câu ông nói pháp sư à người thế gian thường nói người không vì mình trời tru đất diệt hay nói cách khác con người tự tư tự lợi vì chính mình là chính xác vì thì có lỗi làm gì chứ Ông ấy đều ra vấn đề này Ngay lúc đó tôi liền ngăn ông ấy lại Ông nói này là sai lầm Câu nói này làm sai lầm rất nhiều chúng sanh Người không vì mình Thì thành Phật, thành Bồ Tát Thì làm sao mà trời tru đất diệt làm gì có cái đạo lý này Nếu người chuyên môn vì chính mình Thì mới là trời tru đất diệt Lời nói này là nói sai Chúng ta vô lượng kiếp đến nay Ở trong sáu cõi luân hồi Sáu cõi luân hồi cái sự việc này trong sách xưa của chúng ta ghi chép rất nhiều Không phải giả Buổi tối hôm qua Có hai vị cư sĩ cùng ăn cơm với tôi Chúng tôi đều đói đến sự việc của Luân Hồi Rất nhiều sự việc Họ nghe đời này đích thân trải qua Quyết định là chân thật hai ngày trước có một vị đồng tu ở Mỹ gửi đến cho tôi hai quyển sách là một vị giáo thọ người Mỹ đã dùng thời gian đại khái là hai ba chục năm rồi hồi tập những câu chuyện về luân hồi viết ra hai quyển sách này nêu ra hai mươi thí dụ thiết thực về luân hồi đây là bản anh văn tôi giao cho đồng tu chúng ta phiên dịch như vậy thì người trung quốc có rất nhiều tâm bệnh không tốt lời của lão tổ tông chúng ta nói thì không tin tưởng lời của người nước ngoài nói thì tin tưởng trang của nước ngoài tròn hiện tại chúng ta xem thấy người nước ngoài nói về chuyện luân hồi này Xem bạn có tin hay không Bạn có thể tiếp nhận hay không Chúng ta tại vì sao Đời đời kiếp kiếp luân hồi Không ra khỏi được sáu cõi luân hồi vậy Chính là bị tự tư tự lợi Làm hại rồi Phật dạy chúng ta Đem cái quan niệm sai lầm này Chuyển đổi lại Khởi tâm động niệm Chúng ta vì xã hội mà nghĩ vì chúng sanh mà nghĩ Đặc biệt phải vì những chúng sanh khổ nạn Mà nghĩ Không nên nghĩ chính mình Phải nghĩ nhiều cho người khác Làm nhiều việc cho người khác Chúng ta rất là an vui Chúng ta toàn tâm toàn lực Vì xã hội Vì chúng sanh phục vụ Không cầu quả báo quả báo thù thắng không gì bằng những thí dụ này đã quá rõ ràng rồi liễu phàm tứ huấn hiện tại có không ít người đang ra sức đề sướng. Malaysia còn dùng phương thức kịch truyền hình để diễn nó ra những băng ghi hình kịch dài tập này đã đưa đến chúng ta nơi đây tôi đã xem qua một lần trên đại thể vẫn xem không tệ đương nhiên vẫn chưa diễn được tận thiện tận mỹ nghe nói họ còn cần phải cải tiến làm mới lại một lần nữa bộ phim này hiện tại cái phim này tôi cảm thấy có thể lưu thông tuy là bên trong còn có một số sai sót thế nhưng có một số người không chịu đọc sách xem kịch truyền hình thì được họ liền có thể được lợi ích cho nên tôi chủ trương bộ phim này có thể lưu thông từ ở trong đây chúng ta hiểu rõ đạo lý nhân quả chân tướng sự thật của nhân quả chân thật thông đạt rồi công phu nhẫn nhục của chúng ta cũng liền nâng cao thí dụ bày ra ngay trước mắt chúng ta thật là vô cùng nhiều chỉ cần các vị đồng tu lưu ý bạn xem thấy người không gì mình trời có tru họ hay không đất có gì họ hay không không thể nào chúng ta phải rất tỉ mỉ mà quan sát bạn liền sẽ có tâm đắc Chỗ này Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Tôi lần đầu đến Singapore Để Hoàng Pháp Quen biết ông Dường như năm thứ hai, năm thứ ba Ông đã bị ung thư những chẩn đoán x quang của ông có hơn 30 tấm tôi đều xem qua tế bào ung thư đã khuếch tán đến nội tạng gần như mỗi bộ phận đều đã lan đến bác sĩ nói với ông chỉ còn 3 tháng Ông là bị bệnh bức Không thể không buông xả Không có cách nào Không phải ông cam tâm tình nguyện buông xả Là sắp chết Sắp chết rồi Bạn còn có thứ gì có thể ban đi được Thế là buông xả Dạng duyên Đến cư sĩ Lâm làm công quả Sống một ngày thai phật làm việc một ngày vì phật giáo vì xã hội vì đại chúng phục vụ chăm chỉ nỗ lực mà làm mười năm qua rồi bệnh của ông khỏi rồi đi kiểm tra lại không còn nữa cho nên người ta nói đây là kỳ tích khi người đến không vì mình Trời cũng không chu ông, đất cũng không diệt ông. Nếu như ông gì dính mình, thì 10 năm trước đã qua đời rồi. Đây là một thí dụ rất tốt. Cho nên mọi người phải tỉ mỉ mà quan sát. Cho đến có một số sự việc làm không thể thỏa mãn được lòng người. Sự việc này thì rất bình thường Cái đời Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời Làm việc cũng không thể nói Người người đều vừa lòng Hiện tại Bên ngoài người nói lời thừa rất nhiều Các người nhận tiền Của Thôn Di nhi Đà Nhiều đến như vậy rồi Thôn Di Đà tại vì sao vẫn chưa say Không phải không say Không tìm được đất Ban đầu miếng đất bên cạnh Không đàm phán thành công Lão cư sĩ Hồng Cung Lan Đến tìm ông ấy Nói ông ở Dương Thố Cảng Có một miếng đất Chúng ta cũng đi xem rồi Không tệ rất hoan hỷ Rất là đáng tiếc Miếng đất của Hồng Lão Cư Sĩ Cho người Nhật Bản thuê Khế ước 30 năm Người ta mới dùng 8 năm Vì sao còn đến 22 năm Họ không chịu giao lại Chúng ta lại không còn cách nào Nghe nói Hồng Lão Cư Sĩ hôm trước Giảng sanh rồi Tuy là cái sự việc này Ông hiến đất vẫn chưa hiến thành tâm của ông là thiện ông thật tâm muốn hiến cho không phải ông vọng ngữ ông vẫn là sẽ có quả báo thiện sự việc này vẫn chưa đàm phán xong vì sao chúng ta ở trên báo chí nghe nói đường thành kinh doanh thất bại đã đóng cửa rồi chúng ta liền nghĩ nếu như đem đường thành ở nơi đó chúng ta đem đi làm thôn di đà thì vô cùng lý tưởng cũng rất nỗ lực mà đàm phán đã đàm phán hai ba tháng rồi đến sau cùng vẫn không thể thành công cho nên Lý Mộc Nguyên bất đắc dĩ đến nói với tôi chúng ta đem cư sĩ lâm xây cao lên trên ông chuẩn bị đem tòa lầu lớn này của chúng ta xây cao lên thêm hai tầng tôi liền hỏi ông nền móng có đủ sức hay không ông nói trên kỹ thuật thì có thể làm được lần này ông ở bắc kinh qua mấy ngày sau khi trở lại thì phải chuẩn bị khai công rồi Cư sĩ Lâm bên dưới Ở bên cạnh đại điện đó Là bên cạnh Nhà bếp hiện tại của chúng ta Ở đó dường như có một khoảng đất Hình tam giác Để biến đất đó xây thành 7 tầng lầu Tương lai cư sĩ Lâm xây xong rồi Ông nói 7 tầng lầu đại khái Có thể có đến hơn 300 văn phòng ba bốn trăm văn phòng tương lai chúng ta thường trụ ở đây cũng có thể dung nạp mấy trăm người tôi nghĩ năm sáu trăm người là có thể cùng sinh hoạt với nhau cùng nhau cộng tu đây là bớt đắc dĩ không cách gì tìm được đất trống sự việc này nhất định phải làm chắc chắn không có tâm tư riêng Số tiền này nhất định không thể chính mình dùng tiêu hết Không có cái đạo lý này Nếu như ông muốn có tâm tư riêng Đem tiền cúng dường của mười phương Để vào trong hầu bao của mình Vậy thì trời chu đất diệt rồi Cho nên mọi người tỉ mỉ bà quan sát rất nhiều thí dụ Đều ở chung quanh chúng ta Chúng ta tỉ mỉ quan sát Thì liền tường tận Bản thân tôi Cũng là một thí dụ Tôi ngày trước giảng kinh Cũng nhiều lần nói qua với mọi người Khi tôi còn trẻ Xem tướng đoán mạng Đều nói không qua khỏi 45 tuổi qua năm này nữa là tôi 75 tuổi rồi Do nguyên nhân gì Sau khi tường tận Đem tự tư tự lợi buông xả Tất cả gì chúng sanh Tất cả gì Phật Pháp Phật Pháp là giáo hóa chúng sanh mỗi niệm vì người khổ nạn thế gian này người già người bệnh người khốn khó chúng ta thường hay để ở trong lòng thường hay tìm cầu cơ hội giúp đỡ họ đặc biệt là người ở cuối đời hiện tại cái xã hội này con cái hiếu thuận gần như là không tìm ra cuối đời rất khổ cho dù bạn có tiền tài đời sống tinh thần của bạn rất khổ không có người chăm sóc huống hồ thế gian này người khổ nhiều người khốn khó nhiều chúng ta phải làm thế nào giúp đỡ họ không phải chỉ an định đời sống của những người này càng quan trọng hơn là nâng cao đời sống tinh thần của những người này giúp đỡ họ phá mê khai ngộ giúp đỡ họ lìa khổ được vui những việc này đều là thuộc về pháp nhẫn cái thứ tư tùy phật giáo nhẫn tùy là tùy thuận giáo là giáo huấn làm thế nào tùy thuận giáo huấn của phật đà đây giống như thế gian cầu học dậy các vị nghĩ xem chúng ta lúc nhỏ đi học tiểu học bạn không thời gian sáu năm nhẫn nại thì tiểu học bạn không thể tốt nghiệp được sơ trung cao trung hợp lại là sáu năm đại học cùng nghiên cứu sinh hợp lại vẫn là 6 năm. Nếu bạn không có 18 năm này, nếu như lấy học vị tiến sĩ thì cần phải 20 năm. Bạn không có thời gian nhẫn nại của 20 năm thì học nghiệp của bạn làm sao có thể hoàn thành? Cầu học trong Phật pháp siêu quá thế gian. Thế gian cầu học, giáo dục trường học 20 năm vẫn còn có một niên hạn, trong Phật pháp cầu học không có niên hạn. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa. Thông thường kinh Phật thường nói ba đại a tăng kỳ kiếp. Bạn có thể chịu nổi không? Bạn nói Ây da, thời gian này quá dài rồi Thôi vậy, tôi không học nữa Vậy thì bạn liền buông bỏ Bạn phải chân thật Có lòng nhẫn nại Không sợ trải qua Thời gian Nhiều kiếp Chăm chỉ, nỗ lực Học tập Trong đây Rất quan trọng tiếp nhận giáo huấn của lão sư lão sư dạy bảo chúng ta có lúc họ không hề nói rõ cho chúng ta biết chúng ta cảm thấy họ rất không có đạo lý rất không có đạo lý thì làm sao phải tùy thuận không tùy thuận học nghiệp của chúng ta thì không thể nào thành tựu tôi vào năm xưa theo học phật cùng với lão cư sĩ lý vĩnh nam nghe nói có một người có đại trí tuệ đại tu hành như vậy Trong tâm rất ngưỡng mộ Đến đại trung bái ông làm thầy Còn có hai người giới thiệu Một vị là xuất gia Pháp Sư Sám Dân Một vị là tại gia Lão cư sĩ Chu Kính Trụ Chu Lão cư sĩ đồng tuổi với ông Đồng tham đạo hữu rất tốt hai vị đại đức này giới thiệu tôi đến đại trung khi vừa gặp mặt ông liền đưa ra ba điều kiện ba điều kiện này ngay lúc đó nghe ra cảm thấy không hợp lý điều kiện thứ nhất anh đến đại trung học với tôi bắt đầu từ Ngày nay Chỉ nghe một mình tôi Giảng kinh nói Pháp Ngoài tôi ra Bất cứ Pháp Sư Đại Đức nào Giảng kinh nói Pháp Một mực không được phép nghe Bạn xem Đây là điều kiện gì Điều kiện thứ hai Từ ngày hôm nay Bạn xem văn tự Chính là xem sách Không luận xem sách Phật sách thế gian không được sự đồng ý của tôi không được phép xem điều kiện thứ ba mấy năm trước những gì đã học tôi không thừa nhận một mực phế bỏ bắt đầu ngày nay học lại từ đầu ông nói anh có thể tiếp nhận hay không anh có thể tiếp nhận thì tôi nhận anh không thể tiếp nhận thì anh đi đến nơi khác Chúng ta ngay lúc đó nghe lời nói này Đích thực cảm thấy rất là mông lung Trước giờ chưa từng nghe nói qua Vì sao vị lão sư này cao ngạo như vậy Tự đại đến như vậy Chỉ có thể nghe ông ấy Không được nghe người khác Thế nhưng nghĩ lại Đã đến đó rồi Hơn nữa có hai vị đại đức Đặc biệt giới thiệu cho tôi tôi liền tiếp nhận sau khi tiếp nhận ngữ khí lời nói của lão sư liền hòa ái hơn nhiều đối với tôi năm năm điều kiện của tôi chỉ giữ năm năm còn có kỳ hạn lúc đó chẳng biết được sự việc là thế nào đây là gì vậy đây là phải tùy phật giáo nhẫn nếu như lúc đó mình không thể nhẫn nại nghe đến lời nói này dường như điều kiện quá hạ khắc chúng ta liền rời khỏi thì chúng ta không thể nào có được thành tựu của ngày nay rốt cuộc là cái đạo lý gì chúng ta cũng không dám hỏi có hỏi ông cũng sẽ không nói Mãi đến lúc nào mới được rõ ràng Tôi 10 năm trước Đến Singapore giảng kinh Gặp được Pháp Sư Diễn Bồi Mới được rõ ràng Kỳ thật Pháp Sư Diễn Bồi Cũng không rõ ràng Tôi biết được rồi Ông nói với tôi Về chuyện học Phật Ông là từ nhỏ xuất gia Làm Sa Di Mười mấy tuổi thì xuất gia làm tiểu sa di Người rất thông minh Cũng rất ngoan cố Ngoan cố của Pháp Sư Diễn Bội Đại cái Rất nhiều người Singapore đều biết Vì sao vậy? Ông có một vị lão sư ở nơi đây Pháp Sư Quảng Hiệp Pháp Sư Diễn Bồi rất là ngoan cố Pháp Sư Quảng Hiệp phải dùng roi đánh ông Đánh bằng cách nào? Bảo ông đi tắm Tắm thì y phục cởi ra hết Pháp sư Quảng nghiệp lấy y phục của ông mang đi hết Sau đó lấy đôi dép trúc Vào trong nhà tắm đánh Cho nên ông là người rất quan cố Thông minh Năm xưa ông ở chùa Quán Tông Thân cận Lão Hòa Thượng Đế Nhà Ông nói, Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, vậy ông cũng là ba điều kiện này. Thế là sau khi tôi nghe rồi, mới bỗng nhiên hiểu ra ba điều kiện này không phải Lão Cư Sĩ Lý Bình Nam, cũng không phải là Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, là trong nhà Phật tổ tổ truyền nhau. Đây gọi là gì? Đây gọi là Sư Thừa. Tổ tổ truyền nhau. chúng ta mới hiểu được ba điều kiện này hoàn toàn như nhau thế nhưng pháp sư diễn bồi không phục bỏ đi âm thầm bỏ ra đi ông trốn đến hạ môn hạ môn lúc đó pháp sư thái hư ở nơi đó mở phật học viện ông liền đến phật học viện đó mà học tập ông nói ông theo pháp sư đế nhạc đại Cái chỉ có một năm một năm thì bỏ trốn đáng tiếc tôi giờ lúc đó đáng tiếc cho ông nếu ông không rời khỏi lão hòa thượng đế nhạc thành tựu của ông không phải ngay đời này chúng ta đã thấy được thành tựu đó sẽ rất to lớn cho nên thân cần thiệt tri thức nếu như không có lòng nhẫn nại mà nói vậy thì, thì làm sao được chẳng qua là tôi may mắn hơn ông bởi vì ông giàu lúc đó mới mười mấy tuổi không hiểu chuyện nếu tôi mười mấy tuổi mà gặp lão sư lý có thể cũng giống như ông ấy bỏ chạy mất rồi Tôi đến thân cận Lão cư sĩ Lý Bình Nam Là 30 tuổi rồi Nhà nho gọi là Tam Thập Nhi Lập Tất nhiên Lý trí Có thể Hằng phục cảm tình Cho nên tôi không chạy đi Tôi còn rất chăm chỉ học tập Thế nên học tập Y theo quy củ này của Lão Pháp Sư Mà học tập sau nửa năm liền có hiệu quả rõ ràng tôi mới hiểu được phương pháp này hay thực tế là cao minh vì sao vậy chỉ nghe một mình lão sư giảng kinh các vị khác đều không thể nghe cũng giống như là Đoạn đi cái duyên Xem tạp âm thanh Chúng ta tiếp xúc Phật Pháp Tương đối thuận Tương đối chuyên Hướng về Một phương hướng này Không như ngày trước Tạp loạn như vậy Xem sách thì sao Lão sư không đồng ý thì không được xem Việc này sau nửa năm thì tinh thuần Đạt được chút thọ dụng Phiền não nhẹ Trí tuệ thêm lớn Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A gmail.com Người đọc hạnh quan Phát tâm cúng dường Do gia đình Phật tử Thiện chân Thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật